Từ núi rừng Việt Bắc biên tập thi phần 3 Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thời kỳ dĩ bất biến ứng vạn biến tháng 10 năm 1945, khi Hà Ứng Khâm, Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Trung Hoa Dân Quốc, tới Hà Nội, 300.000 người được huy động xuống đường, hô vang các khẩu hiệu, ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh, ủng hộ chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để đón tiếp. Trong một số giới, đặc biệt là tầng lớp trung lưu Việt Nam, người ta gắn mác cho ông là Việt Minh là Cộng sản, trong khi những người thuộc đảng phái quốc gia thân Trung Quốc thì lại không bị như vậy. Tháng 11 năm 1945, ông chủ trương Đảng Cộng sản Đông Dương tự giải tán, chỉ có một bộ phận hoạt động dưới danh nghĩa Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mark ở Đông Dương. Ông kêu gọi các đảng viên nếu tự xét thấy mình không phù hợp thì nên tự rút lui khỏi hàng ngũ lãnh đạo chính quyền với tư tưởng đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu ông kêu gọi và thực hiện triệt để chính sách đại đoàn kết dân tộc bằng cách mời nhiều nhân sĩ trí thức tham gia các chính phủ và quốc hội trước quốc hội ông tuyên bố tôi chỉ có một đảng đảng việt nam trong số những nhân sĩ trí thức do ông mời được lựa chọn vào các vị trí trong chính phủ có khá nhiều người vốn không tham gia Việt Minh. Đó là các bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Huyên, Trần Đăng Khoa, Hoàng Tích Trí, Vũ Đình Hoà, Chu Bá Phương, Nguyễn Văn Tố và Bồ Xuân Luật. Năm 1947, chính phủ được cải tổ với sự tham gia thêm của một số trí thức khác như Phan Anh, Hoàng Minh Giám. Sau này, ông nói khi tổ chức chính phủ lâm thời có những đồng chí trong ủy ban trung ương do quốc dân đại hội bầu đáng lẽ tham gia chính phủ song các đồng chí ấy đã tự động xin lui để nhường chỗ cho những nhân sĩ yêu nước nhưng ở ngoài việt minh đó là một cử chỉ vô tư tốt đẹp không ham chuộng địa vị đặt lợi ích của dân tộc của đoàn kết nhân dân lên trên lợi ích cá nhân đó là một cử chỉ đáng khen đáng kính mà chúng ta phải học theo ông những đảng phái quốc gia thân trung hoa dân quốc như việt cách việt quốc là bọn quốc gia giả hiệu đầy tớ của trung hoa quốc dân đảng không có liên hệ gì với nhân dân việt nam những người không có tổ chức, một nhóm cơ hội tranh giành nhau, tàn dư của các đảng phái quốc gia cũ, không có chương trình hành động cơ bản, nhưng lại có quá nhiều lãnh tụ. Ông chấp nhận sự hiện diện của Việt cách Việt quốc trong chính phủ, chấp nhận 70 ghế cho Việt quốc, Việt cách trong quốc hội không cần qua bầu cử. Khi biết Ngô Đình Diệm bị du kích Việt Minh bắt tại Tuy Hòa, Phú Yên, Hồ Chí Minh yêu cầu đưa Ngô Đình Diệm ra Hà Nội. Ông đã thuyết phục ông này tham gia chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Việt Minh lãnh đạo. Trả lời câu hỏi lý do du kích địa phương xử bắn anh của ông Diệm, ông giải thích rằng đó là một sai lầm do đất nước đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Việc thuyết phục không thành, lý do được nêu ra không chính thống, chỉ là những câu chuyện đồn đại ngày 28 tháng 2 năm 1946, Hiệp ước Pháp Hoa được ký. Theo đó, quân Pháp sẽ thay thế quân của tưởng giới thạch. Một tuần sau, ngày 6 tháng 3 năm 1946, ông cùng Vũ Hồng Khanh ký bản hiệp định sơ bộ với Pháp có 3 nội dung chủ chốt. một Pháp công nhận Việt Nam là một nước tự do, là một phần tử trong Liên bang Đông Dương thuộc Liên Hiệp Pháp. Trước đó, đàm phán căng thẳng khi ông muốn Việt Nam được công nhận là quốc gia độc lập và phản đối kịch liệt khi Pháp muốn dùng chữ quốc gia tự trị để mô tả tổ quốc của ông. 2. Pháp được đưa 1,5 vạn quân ra Bắc thế cho quân tưởng và rút trong 5 năm, mỗi năm rút 1 phần 5 quân số. 3. Ngừng xung đột giữ nguyên quân đội tại vị trí cũ. Ngày 31 tháng 5 năm 1946, ông lên đường sang Pháp theo lời mời của chính phủ nước này. Cùng ngày, phái đoàn chính phủ do Phạm Văn Đồng dẫn đầu cũng khởi hành sang Pháp tham dự hội nghị Fontainebleau 1946. Trước khi đi, ông bàn giao quyền lãnh đạo đất nước cho Huỳnh Thúc Kháng, với lời dặn dĩ bất biến ứng vạn biến tại việt nam ông dự đoán thời gian ở pháp là có khi một tháng có khi hơn cuối cùng ông đã ở pháp gần bốn tháng và vẫn không thể cứu vãn được nền hòa bình việt quốc việt cách là những tổ chức thân tưởng nên việc pháp thay thế tưởng không được họ hưởng ứng Việc ký hiệp định sơ bộ Pháp Việt 1946 cho phép quân Pháp quay trở lại Việt Nam khiến họ bất đồng với Việt Minh. Trong khi Hồ Chí Minh đang ở Pháp, các lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội lần lượt rời bỏ chính phủ. Một sự kiện nổi tiếng nhất trong thời gian này là vụ án phố Ôn Như Hầu khi công an khám xét trụ sở Việt Quốc Việt Cách tại phố Ôn Như Hầu. Trong số những người bị bắt, có Phan Kích Nam, người của Việt Nam Quốc Dân Đảng, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 1. Sau sự kiện này, các lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội từng tham gia chính phủ đã lưu vong sang Trung Quốc. Hội nghị Fontainebleau năm 1946 thất bại vì phía Pháp trần trừ không ấn định chắc chắn thời điểm và cách thức thực hiện cuộc trưng cầu dân ý ở Nam Kỳ về việc sáp nhập Nam Kỳ vào Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo yêu cầu của phái đoàn Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam do Phạm Văn Đồng dẫn đầu về nước nhưng Hồ Chí Minh vẫn nán lại Pháp ký tạm ước với Pháp. Ngày 14 tháng 9 năm 1946, Hồ Chí Minh ký với đại diện chính phủ Pháp, Bộ trưởng thuộc địa, Marius Matte bản tạm ước việt pháp trong bản tạm ước này hai bên việt nam dân chủ cộng hòa và pháp đảm bảo quyền tự do của kiều dân chế độ tài sản của hai bên thống nhất các vấn đề như hoạt động của các trường học pháp sử dụng đồng bạc đông dương làm tiền tệ thống nhất thuế quan và tái lập cải thiện giao thông liên lạc của liên bang đông dương cũng như việc thành lập ủy ban tạm thời giải quyết vấn đề ngoại giao của việt nam chính phủ việt nam cam kết ưu tiên dùng người pháp làm cố vấn hoặc chuyên môn và hai bên chấm dứt mọi hành động xung đột vũ lực cũng như tuyên truyền chống đối nhau phóng thích tù nhân chính trị bảo đảm không truy bức người của bên kia hợp tác để những kiều dân hai bên không làm hại nhau tạm ước cam kết sẽ có một nhân vật do Việt Nam chỉ định và chính phủ Pháp công nhận được ủy nhiệm cạnh thượng sứ để xếp đặt cộng tác thi hành những điều thỏa thuận này. Cuối cùng, chậm nhất là vào tháng 1 năm 1947, chính phủ hai bên tiếp tục đàm phán để tìm cách ký kết những bản thỏa thuận riêng hướng đến một hiệp ước chung. Tiếc thay những nhân nhượng đó cũng không tránh nổi chiến tranh sau khi nhận được liên tiếp ba tối hậu thư của pháp trong vòng chưa đầy một ngày đòi chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị chiến tranh tước vũ khí của tự vệ tại hà nội và trao cho quân đội pháp việc duy trì an ninh trong thành phố hồ chủ tịch ký lệnh kháng chiến Tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do Hồ Chí Minh chắp bút được phát trên đài phát thanh. 20 giờ tối cùng ngày, kháng chiến bùng nổ. Tháng 3 năm 1947, chính phủ và Hồ Chủ tịch chuyển lên Việt Bắc. Ông kêu gọi nhân dân tiêu thổ kháng chiến, tàn cư cũng là kháng chiến, phá hoại cho quân Pháp không sử dụng được cơ sở hạ tầng cũng là kháng chiến. Tết Nguyên Đán canh dần 1950, Hồ Chí Minh bí mật sang Trung Quốc, Liên Xô. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 1950, ông cùng Trần Đăng Ninh đi bộ từ Tuyên Quang tới Trùng Khánh, Cao Bằng, rồi đi tiếp đến Long Châu, Quảng Châu. Ông bắt liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc, được đưa đi Nam Ninh, từ đó đi xe lửa đến Bắc Kinh ông làm việc ở Bắc Kinh một tuần, sau đó cùng Trần Đăng Ninh đi xe lửa liên vận đến Liên Xô. Đó là chuyến đi lịch sử, tiền đề cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam, Liên Xô, giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ hai tổ chức vào trung tuần tháng 2 năm 1951 tại Tuyên Quang quyết định đưa Đảng hoạt động công khai trở lại với tên là Đảng Lao động Việt Nam ông tuyên bố. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là đảng của dân tộc Việt Nam. Tại đại hội này, Đảng Lao động đã khởi xướng cải cách ruộng đất nhằm xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần bị xem là bóc lột phản quốc, những người theo Pháp chống lại đất nước, phản động chống lại chính quyền như địa chủ, việt gian, cường hào, các đảng đối lập để lập lại công bằng xã hội, đồng thời thiết lập nền chuyên chính vô sản nhằm tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách nhanh chóng. Cuộc cải cách ruộng đất tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được phát động vào cuối năm 1953 và kéo dài tới cuối năm 1957. Theo tổng kết của Đảng Lao động Việt Nam, cuộc cải cách đã đánh đổ được giai cấp địa chủ cùng bọn việt gian phản động, phân chia lại đất canh tác một cách công bằng cho hơn 2 triệu nông dân ở miền đồng bằng Bắc Bộ. Tuy vậy, cuộc cải cách này đã phạm nhiều sai lầm, nhất là trong việc người dân lạm dụng đấu tố và xử tử cả những người bị liệt vào thành phần địa chủ, thậm chí xảy ra việc dân chúng vu oan và giết nhầm cả những đảng viên trung kiên. Trước tình cảnh đó, từ tháng 2 năm 1956, công cuộc sửa sai được khởi sự, phục hồi được khoảng 70 đến 80% số người bị kết án trả lại tài sản ruộng đất. Những nhân vật cốt cán của cải cách bị cách chức gồm cả Tổng Bí thư Trường Trinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm, ông khóc và nhận lỗi trước quốc hội. Cuộc chiến tranh Đông Dương kết thúc vào năm 1954 khi thực dân Pháp bị đánh bại tại Điện Biên Phủ. Sự kiện báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới, dẫn đến Hiệp định Geneva. Tuy kết quả chưa đạt được so với mục tiêu đề ra ban đầu, nhưng với Việt Minh, đó là chiến thắng vĩ đại. Trên các phương tiện truyền thông chính thức, Hồ Chí Minh tuyên bố: "Ngoại giao đã thắng to." Tháng 8 năm 1957 một năm sau cuộc nổi dậy 1956 tại Hungary, Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bỏ ra 5 ngày thực hiện cuộc viếng thăm hữu nghị Cộng hòa Nhân dân Hungary. Một kỹ sư người Hungary ghi nhận, bỏ qua mọi thứ lễ nghĩa nhưng vẫn khiến người khác phải kính trọng. Con người ít lời, thông tuệ ấy có một tính cách rất lôi cuốn và ngày hôm đó đã đi vào tâm trí của tôi như một trong những kỷ niệm thật đẹp của đời tôi. Trên đường quay về Việt Nam, Hồ Chí Minh ghé thăm Trung Quốc. Có lẽ ông đã bị ấn tượng mạnh về phong trào trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng và ý định thật cũng như chiến lược của Mao Trạch Đông nhằm buộc những người có quan điểm trái ngược với Đảng Cộng sản Trung Quốc lộ mình. Đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tình hình quốc tế cuối năm 1957, đầu năm 1958 đã chuyển biến rất khác so với giai đoạn trước đó. Khoảng 2 tuần sau khi trở về nước, với bút danh Trần Lực, ông đăng một bài báo trên báo Nhân dân ngày 16 tháng 9 năm 1957, tựa đề Đập tan tư tưởng hữu khuynh. Lên án đó là tư tưởng độc hại và dễ lan tràn như cỏ dại sau đó phong trào nhân văn giai phẩm bị dập tắt. Trước đó, một xã luận của báo Nhân dân viết rằng Chúng ta không thể cho phép bất kỳ ai lợi dụng tự do dân chủ và tự do ngôn luận để tách rời nhân dân khỏi đảng. Vào năm 1959, trong những cuộc đàm phán riêng, ông nhận được sự hứa hẹn của cả Bắc Kinh lẫn Moscow về viện trợ thêm vũ khí và dân sự nhưng đã khôn khéo từ chối những đề nghị gửi quân tình nguyện hay cố vấn quân sự đến Việt Nam. Ông có quan hệ bạn bè thân thiết với Chu Ân Lai và Diệp Kiếm Anh. Ít lâu sau, khi Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến tranh không kích ném bom vào miền Bắc Việt Nam, Hồ Chí Minh nhận được điện từ nhà triết học nổi tiếng người Anh, ngài Brett Russell, một người yêu hòa bình nêu ra quan điểm chống đối của mình đối với sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Đáp lại, ông gửi Ruth điện cảm ơn vào ngày 10 tháng 8 năm 1964, có đoạn. Chúng tôi luôn thiết tha với hòa bình và chủ trương giải quyết vấn đề Việt Nam bằng phương pháp hòa bình. Tôi cảm ơn cụ đã quan tâm đến tình hình nghiêm trọng do Mỹ gây ra trên đất nước chúng tôi và xin gửi tới cụ lời chào kính trọng. Ngày 8 tháng 2 năm 1967, Tổng thống Mỹ Johnson gửi thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nội dung thư có đại ý là người Mỹ nhiều lần chuyển đến chính phủ Hồ Chí Minh mong muốn hòa bình bằng những kênh khác nhau nhưng không đạt kết quả nào và đề nghị chấm dứt cuộc xung đột tại Việt Nam để không tiếp tục gây đau khổ cho nhân dân hai miền Nam Bắc cũng như nhân dân Mỹ. Tổng thống Mỹ cam kết sẽ ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam và ngừng tăng thêm quân tại Việt Nam ngay khi miền Bắc chấm dứt đưa quân vào miền Nam. Hai bên cùng kiềm chế leo thang chiến tranh để đối thoại song phương một cách nghiêm túc hướng đến hòa bình. Việc tiếp xúc có thể diễn ra ở Moscow, Miến Điện hay bất cứ nơi nào. Bắc Việt muốn ngày 15 tháng 2 năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư trả lời Tổng thống Johnson tố cáo Mỹ đã xâm lược Việt Nam, vi phạm những cam kết của đại diện Mỹ tại hội nghị Geneva, phạm nhiều tội ác chiến tranh tại cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nhân dân Việt Nam quyết tâm đánh thắng Mỹ bằng mọi giá nếu mỹ muốn trực tiếp đối thoại với việt nam dân chủ cộng hòa thì trước tiên phải ngừng ném bom vô điều kiện miền bắc việt nam chỉ có thể đạt được hòa bình nếu mỹ chấm dứt những hoạt động quân sự rút quân mỹ và đồng minh khỏi miền nam để người việt nam tự giải quyết vấn đề của mình đồng thời công nhận mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam